Lenovo Legion cực kỳ được lòng người dùng cũng như phân khúc khách hàng của mình. Nhất là laptop gaming tầm trung thì từ thiết kế cho tới hiệu năng, Lenovo Legion 5 đã làm rất tốt điều đó. Thế nhưng với phiên bản mới nhất của năm nay, với tên gọi Lenovo Legion 5P sẽ mang lại cho các bạn những gì thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này. Sự khác biệt lớn nhất khi lần đầu tiên nhìn vào mẫu Legion 5P này so với những phiên bản Legion 5 khác chính là về phần thiết kế. So với thiết kế của các phiên bản tiền nhiệm khá đơn giản khi mà logo chỉ có chữ Legion được đặt lệch về một góc phía bên trên bề mặt máy, thì với Legion 5P, Lenovo đã đặt logo chữ O cách điệu ra chính giữa bề mặt. Logo Legion nhìn vào luôn khiến cho mình có cảm giác chiếc máy này cực kỳ mạnh mẽ và mang đậm chất gaming. Đặc biệt hơn nữa, lần này trong thiết kế logo của Legion 5P còn có thể điều chỉnh độ sáng bằng cách các bạn có thể ấn tổ hợp phím function cộng L với 3 mức độ sáng khác nhau có thể điều chỉnh được. Nhìn chung thì tổng thể máy khá chắc chắn và cứng cáp. Toàn bộ máy được làm bằng nhựa vì thế cân nặng cũng chỉ rơi vào khoảng 2,3 kg. Đối với laptop gaming thì mình đánh giá đây là một mẫu laptop khá nhẹ, không những phục vụ được nhu cầu chơi game mà còn có thể mang theo để làm việc. Một điểm đặc biệt của mẫu laptop này chính là bản lề của máy có thể mở ra được một góc 180 độ. Với chức năng này thì có lẽ sẽ phù hợp với những ai dùng Legion 5P để vừa có thể phục vụ nhu cầu giải trí, vừa có thể phục vụ nhu cầu làm việc hay là đi gặp khách hàng. Với laptop gaming thì hiệu năng chắc chắn là điều mà người dùng quan tâm. CPU Core i7-10750H, 6x12 luồng, xung nhịp cơ bản đạt 2.6 GHz và xung nhịp tối đa lên đến 5.0 GHz. RAM 8GB DDR4, 512GB SSD và có thể nâng cấp SSD, kết hợp với card đồ họa NVIDIA GTX 1650 Ti. Với cấu hình này thì Legion 5P có thể dễ dàng chiến được các tựa game online, offline. Ngoài ra thì còn hỗ trợ tăng tốc độ cho các game như là Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs Legion hay là Death Stranding. Và sau đây thì sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của Legion 5P nhé. Với hiệu năng mạnh mẽ thì hệ thống tản nhiệt cũng được Lenovo trang bị công nghệ Legion Cold Front, mang đến những tính năng mới nhất làm mát cả CPU lẫn GPU riêng biệt, giúp cho nhiệt độ hệ thống không bị quá tải. Xung quanh máy thì sẽ có 4 khe gió tản nhiệt, khe hút gió chiếm đến 1/2 đáy máy sẽ giúp cải thiện luồng khí để cho các bạn có thể sử dụng máy liên tục trong vòng nhiều giờ liền. So với phiên bản Legion 5 trước thì mình có một lưu ý nhỏ cho các bạn là ở phiên bản 5P này các bạn sẽ không được trang bị webcam. Nhưng bù lại thì ba cạnh viền màn hình siêu mỏng, màn hình Full HD kích thước 15,6 inch tấm nền IPS gần như sẽ là thiết kế tràn viền. Màn hình sẽ là màn hình LED Blacklist Dolby Vision với tần số quét tiêu chuẩn cho laptop gaming là 144Hz, 100% sRGB. Kết hợp với công nghệ màn hình chống chói anti-glare sẽ đem lại trải nghiệm hình ảnh rất là chân thực, sắc nét và chuyển động mượt mà khi các bạn chơi game. Lenovo Legion 5P trang bị bàn phím full size với bàn phím số sẽ hỗ trợ các bạn chơi game tốt hơn. Thiết kế bàn phím có bề mặt êm, hành trình phím khá sâu, thoải mái khi ấn. Touchpad cảm ứng đa điểm, không nút bấm cho diện tích chạm rộng và dễ dàng thao tác hơn.
Cổng kết nối cực kỳ đầy đủ khi được Lenovo thiết kế bao phủ xung quanh máy, có hai cổng USB Type-A, một jack audio combo ở hai cạnh trái và phải. Hầu hết các cổng kết nối còn lại sẽ được đặt ở phía sau máy dưới phần bàn lề, không những giúp cho không gian chơi game của anh em trở nên gọn hơn mà còn giúp cho anh em chơi game thoải mái hơn khi không vướng vào bất kỳ sợi dây nào. Ở đây sẽ có hai cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một cổng nguồn và một cổng mạng LAN RJ45. Và để mang đến một trận game hay thì ngoài mặt hình ảnh ra thì âm thanh cũng là một yếu tố không thể thiếu. Lenovo Legion 5P được trang bị công nghệ âm thanh vòm 3D với loa Harman vô cùng chân thực và sống động để cho các bạn có được phản xạ tốt hơn khi mà tham dự bất kỳ trận game nào. Sở hữu viên pin 4 cell 80Wh thì nghĩa là các bạn sẽ chỉ sử dụng các tác vụ nhẹ nhàng như là xem phim, lướt web với chế độ tiết kiệm pin thì thời gian sử dụng có thể lên đến tận 12 tiếng. Và ngoài ra thì khi mua bất kỳ sản phẩm nào của Lenovo thì người dùng đều được hưởng chính sách bảo hành của sản phẩm là On-Site Premier Support 12 tháng. Ngoài bảo hành về phần cứng ra, thì chính sách Premier Support của Lenovo còn hỗ trợ cho các bạn cả những lỗi phần mềm 24/7. Với mức giá đang cực kỳ ưu đãi cộng với gói quà tặng trị giá hơn 3 triệu đồng chỉ có tại Anphát, thì ấn ngay vào đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.